Chào mừng các bạn đến với máy in Vũ Gia. Đây là con máy in hai mặt của hãng Brother, model là HN2240D. Cái máy này là của một khách hàng. Bút sau hôm qua nhờ mình kiểm tra sửa cái lỗi mà bản in nó bị mờ. Bây giờ mình sẽ in ra một cái bản in test thử cho các bạn coi xem lỗi như thế nào. Rồi mình cùng với các bạn kiểm tra và sửa chữa cái lỗi này nhé. Rồi, mình sẽ ấn nút roll 3 lần để in ra cái trang setting. Cái lỗi này rất là phổ biến ở trên dòng máy in Brother nha các bạn nhé. Hầu hết các máy in Brother sau một thời gian sử dụng sẽ gặp cái lỗi này thôi. Hầu hết thôi chứ không phải tất cả các bạn ạ. Đây. Các bạn thấy không? Bản in thì nó chữ nghĩa thì ok, đẹp thôi. Nhưng mà nó có cái sọc trắng các bạn đây này. Đó. Cái sọc trắng từ trên xuống dưới này. Cái sọc trắng này khi nó xuất hiện như vậy thì cũng có thể là do hồ mực hết rồi, mực có điều tiết không có đều trên cây từ nữa thì nó cũng gây ra sọc trắng. Và cái thứ hai nữa, đa số là do cây gạt từ, nó gạt mực không tốt, mực bụi bẩn nó bám, nó két trên trục từ và nó gây ra mực không điều tiết đều cho cây từ, nó cũng gây ra lỗi này các bạn ạ. Đây, để mình lấy cho các bạn xem. Các bạn chờ mình xíu nhé, mình dừng video cái. Được các bạn, do cái bà bán xôi bà vào cái loa bà ấy lớn tiếng quá nên mình phải dừng video. Cái máy này thì là khách hàng người ta đã hình như là đổ mực rồi các bạn, mực thép mình thấy còn nhiều lắm, nhưng mà cái người đổ mực trước đó người ta không có vệ sinh cây gạt đấy các bạn, nên là cái người ta không có vệ sinh cái gạt thiết này này. Chứ hộp mực mình thấy nặng lắm các bạn, mình cầm khách cầm qua mình thấy hộp mực nó nặng lắm, mình cảm thấy hộp mực người ta cũng mới đổ thôi, nhưng mà có điều cái người đổ mực trước đó hay là khách tự đổ không biết nữa, không vệ sinh cái gạt thiết này, và nên là mực nó không có điều tiết đều trên cây từ đây. Nên các bạn thấy này, cái khoảng này nó bị mờ này, những cái phần này nó rõ này, nhưng mà nó cũng không rõ lắm các bạn ạ. Nó có những cái vết xước li ti các bạn thấy không? Nó vẫn có những cái vết xước li ti đây này, các bạn thấy này. Mực cảm giác cũng không đều như cây từ đâu, các cái vết xước li ti này. Đó, nguyên nhân là do cây gạt này. Bây giờ mình hướng dẫn các bạn cách tháo ra và cách vệ sinh cây gạt làm sao cho đúng nhé, để cho có một bản in đẹp nhé. Rồi, mình sẽ để cái máy này xếp về sau. Ok, đấy. Để mình chỉnh cái điện thoại này xuống thấp một xíu các bạn nhé, để mình thao tác cho nó dễ. Rồi các bạn, mình chỉnh cái camera thấp một xíu rồi. Bây giờ mình sẽ tháo cái cây gạt, không phải tháo cây gạt, mình sẽ tháo trục từ này ra. Vì để cái tháo trục từ có nhiều cái máy ấy, thì mình phải tháo cây gạt này ra nó dễ hơn. Nhưng đối với cái hộp mực này ấy, thì mình tháo cái trục từ này nó dễ hơn các bạn nhé. Rồi, tại sao mình lại tháo trục từ? Tùy, vì đối với hộp mực này ấy, tháo trục từ dễ hơn. Các bạn chỉ việc cạy cái này ra thôi này. Đó, cái đầu này ra. Rồi tiếp theo, các bạn lại cho mình cái lẫy màu trắng chỗ này này, lên này. Đây các bạn này, chỗ này có lẫy màu trắng này, các bạn chỉ cạy lên cái thôi. Đó, các bạn lại lên một cái, các bạn nhấc cái trục từ ra thôi. Vì cái gì dễ thì mình làm, cái gì khó thì mình chọn cái cách dễ mình làm các bạn ạ. Đó, trục từ mình để qua một bên. Vì nếu như mình có thể tháo trục từ được thì mình tháo trục từ. Để mình để im cây gạt nó nằm một vị trí vậy thì các bạn sẽ ok hơn. Tại sao mình lại nói như vậy? Vì ở dưới cái khi các bạn tháo cây gạt ra nó, nếu mà các bạn có chút chuyên môn thì không sao, nhưng các bạn không có chút chuyên môn thì đôi khi các bạn hay làm, ví dụ như là làm rách cái mút ở dưới cái trục cái gạt các bạn này, hoặc là các bạn khi các bạn gắn cây gạt vô các bạn gắn không đúng thì nó in ra nó cũng gặp lỗi này lỗi kia. Vậy nên thì nếu như các bạn có thể tháo trục từ ra được thì các bạn nên tháo trục từ. Còn ở một số hộp mực tháo trục từ nó khó hơn, phải tháo tùm lum bên này ra rồi mới tháo trục từ ra được, thì thôi các bạn tháo cây gạt ra, cái gì dễ mình làm các bạn nhé. Đây, cái cây gạt này các bạn này, cái cây gạt thiết này này, đó, cái đầu này cái đầu lá thép này, nó có nhiệm vụ nó gạt mực cho cây từ này và nó điều tiết mực cho cây từ này đều. Khi nó sạch sẽ nó tốt thì cây từ sẽ bám mực đều và đẹp, còn nếu như nó dơ bẩn thì cây trục từ sẽ không điều tiết mực tốt và bản in sẽ mờ các bạn ạ. Tiện đây thì mình cũng xin phép mình chia sẻ với các bạn một xíu. Mình có nhiều cái video hướng dẫn vệ sinh cái cây gạt từ này trên trên kênh YouTube của mình ấy, thì cũng có nhiều bạn vào bình luận. Thì có nhiều bình luận thì chung là các bạn, có nhiều bạn thì kêu là vệ sinh như vậy là sai. Rồi có nhiều bạn vào thì cũng không tỏ vẻ như là không hài lòng này nọ. Thì mình cũng qua cái video này ấy, thì mình cũng muốn chia sẻ các bạn luôn. Tất nhiên các bạn bình luận, các bạn nói tất nhiên là đúng không sai. Mình ấy, khi mà vệ sinh cây gạt từ đây này là mình chỉ các bạn ấy là hay dùng, thứ nhất mình hay tận dụng cái gì có là mình làm cái đó thôi, chứ không nhất thiết phải cái nào là đúng cái nào sai các bạn nhé. Mình hay dùng cái đầu dẹp tô vít này để mình cà, mình làm vệ sinh sạch sẽ cái cây gạt từ này, cái gạt thiết này. Hoặc có nhiều video thì mình lấy cái lưỡi dao
không phải là lưỡi dao mà là cái dao đọc giấy đấy các bạn. Nhưng mà mình chỉ khách hàng ấy, là dùng cái dao đọc giấy, dùng cái sống ở trên ấy, chứ không phải dùng cái lưỡi các bạn nhé. Các bạn dùng lưỡi là làm hỏng cái gạt á, các bạn dùng cái sống ở trên ấy. Nhìn chung nó là vật bằng sắt nhưng mà nó không phải, nó đầu nó không có sắc, chung dùng cái gì vật gì nó cứ cứng mà không có sắc, để các bạn cà cho nó sạch cái đầu lưỡi của cái cây gạt này đi. Thì các bạn vào kêu ấy dùng kim loại mà cà vào ấy, thì nó làm hư cái cây gạt, vì cái cây gạt ấy thì nó làm bằng thiếc rồi, các bạn kêu nó tráng một cái lớp thiếc gì đó đấy. Nói chung là đúng hay sai thì mình không biết, nhưng đúng nếu như mình cứ dùng cái vật cứng mà mình cà vào đầu cây gạt ấy thì nó rất dễ làm hư cây gạt các bạn ạ. Nhưng mà nó đúng ở cái trường hợp nào và sai ở trường hợp nào thì hôm nay mình giải thích cho các bạn luôn, để các bạn cùng hiểu và các bạn cùng làm. Nếu như các bạn một cái hộp mực mới tinh, như hộp mực đây là hộp mực chính hãng Rohde này, nếu như các bạn là sử dụng cái hộp mực mới tinh luôn á mà các bạn đổ mực lần đầu á, thì cây gạt của nó còn rất là tốt các bạn nhé. Cây gạt nó rất là tốt, thì các bạn nó có dơ bẩn, các bạn chỉ cần các bạn dùng móng tay hoặc là các bạn dùng cái vật gì mềm các bạn lau qua là nó sạch thôi đó. Thì các bạn không nên dùng vật cứng các bạn cà, cái đó là đúng chuẩn. Các bạn mà dùng vật cứng vào thì nó sẽ làm dấu hiệu là nó sẽ làm cây gạt nó bị xước đi một xíu, như vậy là hơi lãng phí cây gạt của các bạn. Nhưng với cái hộp mực như bây giờ của mình đây, hộp mực này thì của hãng Rohde và đúng cũng của cái dòng máy luôn các bạn. Hộp mực này thì mình nghĩ rằng ấy là tuổi thọ của nó các 10 năm là có dư rồi. Các bạn chờ mình xíu nhé, mình có điện thoại. Alo, mình tiếp tục nha các bạn. Đối với cái hộp mực này ấy, thì cái tuổi thọ của nó là 10 năm là có dư rồi. Còn đổ mực biết bao nhiêu lần rồi thì gần như là mình không thể biết được các bạn đã đập bao nhiêu lần. Vậy nên ấy, cái cây gạt này ấy, thì nó không thể còn tốt được các bạn, cho dù nó có zin ngay từ đầu đi, các bạn có vệ sinh cỡ nào thì vệ sinh, thì đến giờ phút này ấy, theo thời gian nó tiếp xúc nhiều, cây trục từ nó quay thì nó cũng xước tùm lum, nó có những cái vết xước ở trên đầu của cái cây gạt đấy các bạn, có vết xước tùm lum hết đấy đó. Mà những vết xước đó nếu như mà các bạn dùng tay không, các bạn cà bình thường á thì các bạn chỉ có thể cà hết mực thôi, nhưng mà những cái vết xước đó nó vẫn còn tồn tại các bạn. Để hết những vết xước đó thì các bạn phải dùng những cái vật bằng kim loại, không cần bắt các bạn đừng có dùng vật sắc nhé, các bạn dùng vật sắc vào là nó dễ làm mòn rất là nhanh. Các bạn phải dùng những cái vật cứng bằng kim loại, các bạn cà đi cà lại, mục đích là gì? Để các bạn làm mềm các cái vết xước đó ra cho nó bằng phẳng đấy các bạn đó. Vậy nên video mình chia sẻ, thực ra khi mình có một số cách mình chia sẻ rất là khó, để thực ra lỗi thì rất là đơn giản, nhưng mà có những lúc mình rất khó để mà suy nghĩ truyền đạt làm sao đấy các bạn cho nó đúng nhất, cho chuẩn nhất và làm nhanh nhất. Vì mục đích của video của mình, những cái video mà dạng mực như vậy thực tế là không phải là hướng tới kỹ thuật chẳng ai coi đâu, mà đa số là người dùng. Vậy nên mình mà chỉ khách hàng ở bây giờ phải phân biệt coi cái cây các bạn còn tốt hay không. Nếu còn tốt thì các bạn chỉ dùng móng tay các bạn lau thôi, còn nếu các bạn không tốt thì các bạn phải dùng vật cứng các bạn cà để cho nó ấy. Thì thực ra người dùng người ta không thể nào mà người ta phân biệt được điều đó các bạn ạ. Vậy nên mình cũng rất là suy nghĩ rất là nhiều, chứ mình chỉ khách hàng làm sao tốt nhất, nhanh nhất và hiệu quả nhất, chứ mình không thể chỉ khách hàng một cách nó rành ràng và hên xui được các bạn. Thực ra bản thân mình vậy thôi, có nhiều khách hàng mang máy tới cũng kêu là em đổ mực, em vệ sinh cây gạt rồi mà tại sao in ra vẫn mờ anh ơi, in ra chỗ mờ chỗ rõ. Cuối cùng mang qua mình chỉ việc tháo ra, mình chà mỗi cái cây gạt từ cái là in rõ trở lại, cái ủa sao anh hay vậy, bảo không, mình có chỉ trị vệ sinh rồi, cà qua cà lại rồi. Như khách hàng sợ cũng cà đấy các bạn, nhưng thực tế không dám cầm tua vít mà cà đâu, không phải cứng cà đâu. Khách hàng sợ làm hỏng cái này kia mà cũng chỉ dám lấy rẻ được nâu các bạn đó, cái đó tâm lý khách hàng. Vậy đây mình mới giải thích cho các bạn hiểu, để các bạn làm cho đúng, cho được, cho nhanh đấy. Vậy nên là mục đích của video, tất cả các video mình làm ra là mình suy nghĩ rất là nhiều ở cách làm sao để cho các bạn làm nhanh nhất, tiện nhất. Và nên có những cái video của mình làm đến ấy, những cái thủ thuật này nọ mình chỉ bỏ qua rất là nhiều công đoạn, thậm chí tháo con cỏ này nọ cũng vậy, mình thông thường đúng ra phải tháo ra để dán, nhưng vì tháo càng nhiều thì càng xảy ra nhiều lỗi, càng phức tạp, người dùng người ta không kiểm soát được. Vậy nên mình hạn chế cái vấn đề tháo ráp, làm những cái gì phiền phức hoặc những cái gì để khách hàng phải suy nghĩ nhiều là mình hạn chế các bạn ạ. Mình chỉ các bạn một cách duy nhất, nhanh chóng nhất là các bạn dùng cho mình cái tô vít hay cái vật cứng gì cũng được, các bạn cà cho mình cái đầu cây gạt đó. Các bạn để ý cái đầu mép ngoài cùng của cái cây gạt từ này, cây gạt thiếc này, nó két mực, nó két bụi bẩn, và thậm chí bây giờ nó thật các bạn, mình cà bằng cái này đây nó còn khó đấy các bạn này, nó khó ra đây này, vì những cái vết xước đó nó bị kiểu xước nhiều rồi các bạn. Các cái đầu lưỡi gạt này này nó tiếp xúc với cây từ ấy, nó quay nhiều á. Và thứ hai nữa, nếu như mực zin chính hãng thì thì nó ok, nó đỡ xước hơn, các bạn có thể dùng được cây gạt lâu hơn. Nhưng với mực lô đổ ở ngoài bây giờ, mình nói thật với các bạn, nó có tạp chất, cây gạt các bạn sẽ xước hết, các bạn đổ mực vài lần là cây gạt có dấu hiệu xước rồi. Vậy nên
mình chỉ các bạn làm sao để cho các bạn làm cho nó được nhé các bạn nhé. Còn tất nhiên các bạn khác chỉ không sai đâu, đúng đấy, nhưng mà nó thật với các bạn chỉ giữ được một vài lần đổ mực thôi, rồi sau đó nó cũng chảy xước tùm lum rồi, các bạn cũng phải dùng vật cứng để các bạn cà thôi. Cái đó là mình nói thật, cái đó là kinh nghiệm thực chiến các bạn ạ. Chứ còn trên lý thuyết thì đúng, mình đâu phải mình không hiểu các bạn, mình làm nghề 20 năm rồi, hơn 20 năm rồi, đâu phải mình không hiểu đâu, mình biết hết chứ. Nhưng để mình chỉ làm sao cho các bạn, để các bạn làm được tốt, cái đó là cái khó của mình, phải suy nghĩ thôi. Không thể trong một cái video, một cái gạt này mình chỉ các bạn tùm lum tà la được. Mình chỉ có thể chỉ các bạn làm sao làm nhanh gọn, hiệu quả. Còn tất nhiên các bạn lỡ hộp mực của các bạn mà mới tinh, các bạn mới đổ mực lần đầu, thì các bạn cứ cà cho mình cũng chẳng sao đâu. Cũng giống như bạn gì bạn nói đấy, nếu như mà dùng vật cứng cà vào thì nó bay mấy cái lớp bạc gì ở trên cái đầu cây gạt ấy, ok, thì mình chấp nhận có thể nó bay đấy. Nhưng mà, và bạn ấy kêu rằng nó sẽ kết mực nhanh hơn thì đúng, cái chuyện đó mình xác nhận, tuy rằng mình không có để ý mấy cái đó lắm, nhưng mình xác nhận nó sẽ kết mực nhanh hơn. Nhưng mà thực tế với bạn, cái giá phải trả nó như thế nào? Ví dụ bạn vệ sinh bằng tay đi, thì các bạn có thể giữ cây gạt đấy, ví dụ máy các bạn in đều đi, mình ví dụ đi, các bạn có thể 5 tháng các bạn phải về vệ sinh lại, thì đây các bạn cà bằng cách của mình thì có thể 4 tháng hoặc 4 tháng rưỡi các bạn lại phải vệ sinh lại, thì cái chuyện đó là bình thường thôi, chẳng có gì cả các bạn. Quan trọng nhất các bạn làm được. Cho đến lúc các bạn này cũng thấy cái chỉ anh dùng móng tay anh cà cà thôi, anh vệ sinh sơ sơ nhẹ nhẹ thôi. Đến lúc các bạn gặp hộp mực cỡ này đi, các bạn cà như vậy có mà cà đến ngày mai, các bạn cũng không làm đẹp được các bạn nha. Không, cái đó mình nói thật, mình chia sẻ xin lỗi. Và các bạn có thể phần lòng của một ý một số bạn nào đó, nhưng cái này là chia sẻ thật lòng của mình. Mình không có ý là đả kích bạn nào cả. Mục đích của mình là muốn chia sẻ những cái gì tốt nhất và hiệu quả nhất, nhanh nhất. Mà nhất là những cái video liên quan đến mực kiểu này, thì mình nói thật đa số là các bạn là người dùng thích tìm tòi, tìm hiểu, các bạn coi thôi, các bạn làm thôi. Chứ còn các bạn là kỹ thuật thì các bạn chẳng quan tâm đâu. Mình nói thật cái này đơn giản mà, nó quá đơn giản các bạn ạ. Đó. Thực ra các bạn thấy mình cà lâu vậy thôi, chứ mình cà rất nhẹ nhàng các bạn nhé, chứ mình không cà mạnh tay đâu. Các bạn phải làm rất là nhẹ nhàng, các bạn cà rất là nhẹ cho mình. Đó, các bạn cà rất nhẹ nhàng, các bạn cà đi cà lại nhiều lần cho mình, mục đích là để cho nó làm xóa đi các cái vết xước ở trên cây gạt thôi. Chứ các bạn cà một lần là sao nó xóa được các bạn? Các bạn mạnh tay quá nó làm hỏng cây gạt, nó cong vênh cây gạt ngay là hỏng cây gạt các bạn nhé. Vậy nên các bạn cứ làm đi làm lại nhiều lần cho mình để cho nó trơn tru cây gạt, đánh bóng cây gạt luôn các bạn. Đó, đúng sai thì các bạn bỏ qua, miễn là thành quả mang lại đạt chất lượng tốt và ok là được các bạn ạ. Nó không làm hỏng cái gì khác mà nó vẫn mang lại hiệu quả cao và nó thực chiến nhanh chóng cho các bạn. Đó, thế là ok, mình nghĩ như vậy là ok rồi các bạn nhé. Mình cài như vậy là ok rồi đó. Bây giờ mình sẽ gắn cái trục từ này vào hộp mực trở lại nhé. Có thể nãy giờ mình nói hơi nhiều, các bạn thông cảm nhé. Thực ra thì mình muốn giải thích để cho các bạn hiểu thôi, chứ không mất công các bạn lại nghĩ rằng là mình đang chỉ bậy chỉ bạ. Vì nhiều video trước là mình chỉ các bạn vệ sinh cây gạt cũng kiểu như vậy đó các bạn. Làm nghề nó khó lắm các bạn, giống kiểu như là làm dâu trăm họ đấy, có thể hợp ý người này nhưng có thể hợp ý không hợp ý người khác. Có thể cái người mà gặp cái hộp mực các bạn thấy không? Sau khi mình trà xong thì mình xoay này, các bạn thấy này, mực nó bám đều trên cây trục từ luôn này. Chứ nó không, ngoài cái chỗ này ban nãy là nó mờ mình không nói rồi. Đây mình để đúng chiều các bạn nhé. Ngoài chỗ này ban nãy nó mờ không nói rồi. Nhưng mà kể cả những cái chỗ này nó có những cái tia xước nhỏ đấy các bạn. Nó cũng phổ luôn. Nó cũng làm đẹp luôn rồi các bạn, nó làm mịn luôn rồi. Đó là những cái xước của cây gạt đấy. Chứ không phải đơn giản chỉ là mực nó két đâu các bạn. Cái này mình chia sẻ thật lòng luôn á, vì mình gặp quá nhiều rồi các bạn. Đó, các bạn thấy không? Mực bám đều đẹp trên cây từ. Các bạn cứ làm như mình đi. Đảm bảo với các bạn ok. Còn tất nhiên, nếu như các bạn đủ khả năng để các bạn phân biệt được là hộp mực nào là cây gạt còn tốt, hộp mực nào là hộp mực đổ một nước, hộp mực nào là hộp mực còn cây gạt còn ngon, thì các bạn dùng tay để các bạn vệ sinh. Còn các bạn vệ sinh xong mà không được nữa thì các bạn tháo ra lần nữa, các bạn cà cho mình. Không, có đó là mình nói thật. Còn các bạn mà không đầy nóng, là người dùng, thì tôi mình khuyên các bạn cứ làm theo mình. Các bạn sẽ đạt được hiệu quả ngay và luôn, đỡ mất thời gian của các bạn nhé. Cái này mình chia sẻ thật lòng, chứ không có mang tính chất đả kích gì ai, mà cũng không phải là bao biện cho mình cái gì cả. Cảm ơn tất cả những đóng góp ý kiến của các bạn. Đó, bây giờ mình sẽ gắn vào máy để mình cho các bạn coi này. Cái video này mình tâm sự hơi nhiều một xíu, các bạn thông cảm cho mình nhé. Có gì sai các bạn bỏ qua.
Các bạn chờ xíu để cho mình cái quạt nó giảm tốc độ một xíu rồi mình sẽ in thử. Chứ khi mà các bạn mới bật quần lên, quạt đang quay tốc độ thì nó không cho các bạn in đâu. Các bạn phải chờ một xíu, từ 15 tới 30 giây. Rồi bây giờ mình in thử này. Nhấn nút Go 3 lần. Đây các bạn. Các bạn thấy không? Bản in giờ rất là đẹp này. Các bạn để ý là mình vào cho mình vào những cái đường kẻ này. Đó. Những cái đường kẻ bây giờ là nó thẳng nét chứ nó không bị đứt nét như trước này. Đó, các bạn thấy không? In ra rất là đẹp. Đó, các bạn thấy rất là đẹp luôn. Bản in rất là đẹp, từ bên này qua bên này là không có bị sọc, không bị đứt nét. Đơn giản chỉ cần vệ sinh cái gạt này xong thôi. Đó, rất đơn giản. Ê, các bạn này, nó xuất hiện cho mình hai cái vết chấm các bạn này, nó nạp đều này. Cái vết này và vết này này, còn đây này, đây và đây này. Đó. Bây giờ mình sẽ tháo ra, mình chỉ các bạn cách vệ sinh luôn. Vì đôi khi các bạn đang sử dụng ấy, thì gặp những lỗi này thường xuyên đấy các bạn ạ. Nếu mà nó rơi bẩn nặng quá, nếu nó rơi bẩn nặng quá thì các bạn phải tháo luôn cả cái cụm room này ra các bạn. Mình có nhiều cái video hướng dẫn các bạn cách rửa cái room đấy, vệ sinh cái room đúng cách đấy. Còn với hai cái vết chấm này thôi thì các bạn chẳng cần phải tháo ra, các bạn để im như vậy cho mình. Các bạn lấy giấy vệ sinh, các bạn chờ xíu nha, mình lấy cái giấy vệ sinh. Mình xé giấy vệ sinh thôi. Các bạn tìm cái đúng cái điểm đó, các bạn lau cho mình thôi chứ các bạn đừng có lau lang bang nhiều. Đây ví dụ đây, cái mép của nó bị bên này, nó là ở cái khoảng này. Thì các bạn cố gắng các bạn xoay cái room này, các bạn xoay cái room cho mình. Các bạn nhìn vào cái khu vực đó, các bạn tìm, đó các bạn thấy không? Có một cái điểm này, dơ này. Chết rồi, chết, xin lỗi các bạn. Quay video, quay gì đâu không? Đó, các bạn thấy không? Có một điểm dơ này. Che mất cả cái video. Các bạn lau cái chỗ đó, vị trí đó cho mình thôi. Rồi tiếp tục các bạn xoay tiếp cho mình tìm, đó đây một điểm nữa các bạn này, các bạn thấy không, đây một cái điểm dơ nữa này, các bạn lau cho mình. Các bạn cố gắng đừng có lau lang bang nhiều các bạn nhé, vì từ ra các bạn lau nhiều không có tốt đâu, cái phần nào nó bị mình lau phần đó thôi, chứ đôi khi cái thao tác lau của mình không đúng thì cũng làm hư cả phần khác nữa, nó làm lỗi nữa các bạn ạ. Các bạn cứ xoay kỹ, các bạn thấy cái điểm nào đáng nghi, nó có vết dơ bẩn thì các bạn lau cho mình thôi. Các bạn lau bằng giấy vệ sinh sạch sẽ này không ảnh hưởng gì đâu. Các bạn cứ làm thoải mái cho mình đi. Có điều các bạn đừng có dùng cái giấy nó quá rám, nó chảy xước và làm cho chảy xước bề mặt của cái room thôi. Chứ các bạn dùng cái giấy vệ sinh mềm mềm, các bạn cứ lau thoải mái cho mình, không có hư. Còn nếu như nó bị nặng quá, nó bị nhiều quá, tốt nhất các bạn tháo hẳn cái room này ra các bạn rửa. Còn để tháo làm sao thì các bạn coi lại một số cái video của mình hướng dẫn rất là nhiều rồi đó. Rồi ok, mình nghĩ là ổn rồi đó các bạn. Chưa biết thế hay chưa nhưng mà thôi gắn và in thử coi. Có nhiều bạn không biết cái hở ra các bạn thay, tốn tiền. Mà những cái chấm này nó sẽ bị thường xuyên đấy, chứ không phải ít đâu các bạn, bị thường xuyên đấy. Cái mà các bạn sử dụng mực tốt, mực chính hãng ấy, thì ít khi nó có xuất hiện. Vì mực của nó không có chất cặn thải nhiều. Còn đối với mực đổ ở ngoài bây giờ các bạn, thật câu nó tạp chất nhiều lắm. Và lên cái vấn đề nó bị dơ là chết thường xuyên. Mà các bạn xài vào đó đơ mà động các bạn thay, đảm bảo có câu là các bạn tiền không đủ để thay đâu. Rồi, mình sẽ in thử nhé. Đó, ok rồi đấy các bạn. Nó vẫn còn là vết chấm nữa. Thực ra cái này nó mờ đi thôi các bạn, chứ nó không hết. Khả năng cái rôn nó bị chảy rồi. Khả năng cái rôn nó bị chảy rồi các bạn. Nó mờ bớt đi thôi. Lúc đầu thì nó rõ hơn các bạn này. Lúc đầu cái vết này nó rõ hơn này. Nhưng khả năng là cái rôn nó bị chấm, nó bị chảy rồi. Nó bị chảy rồi. Nên là mình lau thì nó bớt đi thôi, chứ không phải nó hết được. Cái đó là do cái rôn nó bị chảy thì thua. Còn cái vết này thì nó cũng bớt đi thôi, chứ nó không hết hẳn được. Nhìn chung là các bạn có thể coi kỹ lại và các bạn kiểm tra lại, các bạn vệ sinh lại nhé. Chứ mình video này không phải mục đích chỉ cái này, thì mình cũng không muốn kiểm tra mất thời gian trong video các bạn ạ. Rồi, vậy là nãy giờ mình đã hướng dẫn các bạn cách vệ sinh cái cây gạt từ của hộp mực máy in Brother 2240D. Nỗi của nó hiển thị là đó là các bạn in ra nó bị sọc trắng, đứt nét từ trên xuống dưới đấy các bạn. Thì nguyên nhân do trục từ gây ra. Các bạn xem video thấy hữu ích thì nhớ ủng hộ mình bằng cách nhấp vào nút like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video bên mình chia sẻ thường xuyên trên kênh YouTube Máy In Phú Gia. Cảm ơn các bạn rất nhiều.
Trong video hôm nay thì mình tâm sự hơi nhiều, có cái gì nó không phải mong các bạn bỏ qua nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chào các bạn.